Nào, mình cùng mở hộp bộ đồ chơi câu cá nha. Wow, bộ đồ chơi câu cá đẹp quá. Nào, các em cùng theo cô khám phá bộ đồ chơi câu cá nào. Đây là bộ đồ chơi câu cá mà các em thiếu nhi rất là yêu thích nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi kênh video của mình nhé. Mình sẽ cập nhật nhiều bộ đồ chơi cho các bạn xem vào những tập tiếp theo nha.